Tại khu vực quảng trường 30 tháng 10 và cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh, nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội, Công an thành phố Hạ Long đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, các lực lượng liên quan triển khai phương án đảm bảo an ninh an toàn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân, du khách và các đại biểu tham dự. Đồng thời bố trí gần 50 tổ chốt hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa, từ sớm. Chúng tôi huy động 100% quân số, các trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ và bố trí các tổ chốt, các tổ thường trực sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi xử lý các tình huống đột xuất xảy ra trên tuyến địa bàn. Trên cơ sở tình hình giao thông những ngày luyện tập sơ duyệt, bám sát chỉ đạo của tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã chi viện tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp với Công an thành phố Hạ Long phân làn, hướng dẫn giao thông, phòng chống ùn tắc. Thanh tra giao thông đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Công an thành phố Hạ Long và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh trực tất cả các chốt đảm bảo giao thông từ 15 giờ chiều cho đến khi mà mọi du lễ hội tan, mọi người dân và du khách ra về đảm bảo an toàn. Trong ngày khai mạc lễ hội 17 tháng 11, để phục vụ nhân dân và du khách cùng các đại biểu về tham dự, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện cấm đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn, đoạn từ ngã ba trước cửa trung tâm thương mại Vincom Plaza Hạ Long đến ngã ba giao cắt với phố Hải Phượng. Để tránh ùn tắc tai nạn giao thông, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần phải tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông trên đường.